Sáng nay, gần 2.000 runner đã tham dự giải chạy bộ Minh Đạm Marathon Recovery lần thứ 4 năm 2024. Giải do công ty trách nhiệm hữu hạn S2C Entertainment phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tổ chức. Giải 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Các runner tham dự Minh Đạm Discovery lần thứ 4 được trải nghiệm bước chân qua những cung đường hòa quyện sắc xanh của thiên nhiên và căng tràn hơi thở dân dã mộc mạc của những địa danh như cánh đồng lúa An Nhất, núi Minh Đạm, làng chài Phước Hải, đèo Nước Ngọt, đường Hoa Anh Đào. Kết quả chung cuộc tại cự ly 42 km, Đào Duy Thạch về nhất nam, Nguyễn Thị Minh Hiền nhất nữ. Ở cự ly 21 km, Lê Văn Tuấn về nhất nam, Thu Hà nhất nữ. Cự ly 10 km, Hứa Thuận Long về nhất nam, Nguyễn Thị Thùy Dương nhất nữ. Còn tại cự ly ngắn 5 km, Nguyễn Chí Kim về nhất nam và Phan Thu Hồng về nhất nữ. Giải chạy bộ Minh Đạm Marathon Discovery ngoài mục đích lan tỏa, phát triển phong trào luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, còn là cơ hội để người dân Quỳnh Long Điền thể hiện tinh thần hào sảng, mến khách, đồng thời cũng là dịp quảng bá vẻ đẹp du lịch của địa phương.